XWatch số 1 bảo hành hậu mãi. XWatch đồng hồ thật, giá trị thật. Xin chào các khán giả của X-Channel. Rado thực chất là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, nhưng ở Việt Nam thì đây không phải là một thương hiệu mà ai cũng biết. Hãy đón xem video ngày hôm nay để hiểu rõ hơn về thương hiệu đến từ Thụy Sĩ này. Rado là hãng sản xuất có trụ sở tại Thụy Sĩ. Ngày nay thì hãng sản xuất khoảng nửa triệu đồng hồ mỗi năm với đội ngũ khoảng 470 người. Thương hiệu đồng hồ Rado được cung cấp trên khoảng 150 quốc gia với hơn 5.900 điểm bán hàng. Thị trường quan trọng nhất của hãng được xác định là khu vực Đông Nam Á, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Trung Đông và các quốc gia khác ở châu Âu, ví dụ như là Thụy Sĩ, Đức hay là Ý. Tại châu Mỹ thì Rado chỉ tập trung tại Mỹ mà thôi. Được thành lập vào năm 1917 và tính đến nay hãng đã có hơn 100 năm tồn tại và phát triển. Nhưng phải gần 50 năm kể từ khi ra đời thì Rado mới tạo dấu ấn trên thị trường đồng hồ thế giới. Đó là năm 1962 khi họ cho ra đời chiếc Rado Diastar là minh chứng tuyệt vời nhất cho một chiếc đồng hồ chống sức đầu tiên trên thế giới. Chiếc đồng hồ này lúc đó sử dụng chất liệu kim loại cứng với độ cứng đặc biệt khiến chất liệu bền hơn kim loại thường, vàng và bạch kim. Và kể từ đó cho đến nay thì kim loại cứng vẫn là một trong những chất liệu chủ yếu trong sản xuất của đồng hồ Rado. Tiếp đó vào năm 1980, Rado đã tiên phong trong việc sử dụng gốm cao cấp trong chế tạo đồng hồ. Chất liệu này ban đầu được sử dụng trong không gian vũ trụ như một tấm chắn nhiệt cho tàu vũ trụ và trong sản xuất ô tô đua, nhưng Rado đã biến nó thành chất liệu để sản xuất những chiếc đồng hồ đeo tay. Và tính từ những cột mốc đó cho đến nay thì Rado vẫn luôn phát triển theo hướng là một hãng đồng hồ có những chất liệu đồng hồ rất bền, cứng cáp, đảm bảo tuổi thọ lâu dài cho những chiếc đồng hồ đeo tay. Và kỷ lục được xác nhận vào năm 2002 khi chiếc đồng hồ cứng nhất trên thế giới đã lộ diện, đó chính là chiếc Rado V10K. Và 10K này chính là để biểu lộ việc chiếc đồng hồ này đã có độ cứng lên đến 10.000 Vickers và được ghi nhận vào sách kỷ lục Guinness của thế giới là chiếc đồng hồ cứng nhất. Cũng vì lẽ đó nên rất dễ hiểu khi Rado là một thương hiệu hướng đến rất nhiều các giải thể thao. Rado gắn liền với tennis. Với việc tài trợ các giải tennis vào những năm 1990, từ năm 2012 thì Rado đã tài trợ cho 7 giải đấu và đến năm 2014 trở thành nhà theo dõi thời gian chính thức của các giải đấu quốc tế. Tùy theo năm sản xuất hay đời model thì các vật liệu được sử dụng cho các sản phẩm của đồng hồ Rado sẽ có giá thành khác nhau, dao động từ khoảng 700 USD cho đến 28.000 USD. Và đặc biệt với những mẫu có đính kim cương thì giá có thể đội lên đến 30.000 USD hoặc là 250.000 USD. Với tất cả những cột mốc và sự thành công đó thì bây giờ Rado đang chậm chệ trở thành một trong top 15 thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ được ưa chuộng nhất trên thế giới. Các bác nghĩ sao với những sản phẩm của thương hiệu Rado? Hãy để lại comment bên dưới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của X-Channel. Các bạn đang theo dõi X-Channel, kênh review đồng hồ số 1 tại Việt Nam. Để cập nhật tất cả những video mới nhất và vô cùng hấp dẫn này của X-Channel thì hãy nhấn vào nút subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!